Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 172 của bộ truyện Thôn Phẩy Tinh Khung. Tập này được mang tên là Mai Danh Ẩn Thích. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. ở tập trước thì um, La Phong lúc này um, xuất quan cũng sau một ngàn hơn một ngàn năm uh, tu luyện tạo ra một cái bí pháp mới cho riêng mình uh, cái gì um, cái gì quải trường không nó quên mất tiêu rồi minh nguyệt sách bộ minh nguyệt sách thì sau đó thì La Phong lúc này mới đi ra ngoài để tìm kiếm đối thủ có thể xứng tầm để có thể thử chiêu thì đoạn cuối tập vừa rồi La Phong lúc này um, gặp được ba cái người ba cái tên bất hủ lúc này xuất ra đánh hai tên bất hủ rồi còn một tên tên là cái gì à khủng kim hống thư gì đó lúc này thì trên bầu trời sa mạc vô tận khủng kim hống vô cùng khổng lồ chiến đấu điên cuồng với những loại giáp đen họ đều cận chiến chiến đấu vô cùng huyết tinh một đau có thể lưu lại một vết nứt không gian vũ trụ lại vẻn vẹn, vẹn chỉ bổ vỡ từng ngoài lưng giáp của khủng kim hống máu kim sắc phun ra nhưng mà sau khi phun ra nó lại hóa thành thường lực bất hủ hùng hùng, dung nhập vào trong người khủng hống kim thư thương thế này chẳng hề ảnh hưởng gì tới khủng hống kim thư cả khủng hống kim thư vùng trảo chém về la phong la phong thân hình quỷ dị lóe lên lư lửng né tránh khỏi một trảo đáng sợ đó vừa né tránh đồng thời cũng vung chiến đao chém ra đao quang như cầu vồng chém nát bầu trời đừng loại gỡ tổn chiến đấu hồi lâu khủng kim hống gầm lên trong lòng thật sự là quá dẫu hoạt mà thật sự hắn trốn cũng quá nhanh tao không thể thương tổn được hắn mà Vốn có ý nghĩ mình có bất tử chi thân thì cận thân chiến đấu với vũ giả nhân loại khẳng định sẽ lợi dụng việc này. Nhưng mà khủng hống Kim Thư lại phát hiện ra cái tên nhân loại này trơn tuột quá, liên tục chiến đấu một hồi lâu, nhiều nhất là đụng được vào chiến đau của nhân loại đó thôi, nhưng lại căn bản chính thức không tổn thương gì tới cái tên nhân loại đó cả. Lo lắng, phẫn nộ. Muốn giết cái tên nhân loại này khó khăn rất lớn đây, trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể, Khủng Kim Hống Thư chẳng mấy chốc đã biết được cái điểm này rồi. Khủng Hống Kim Thư thầm nói, Nhân loại này chỉ là giới chủ thôi Mà chiến lược đã tiếp cận phong dương rồi Tuyệt đối thuộc cái loại siêu thiên tài đó Một khi mà báo cáo cho liên minh Cho dù là chỉ báo công Một khi xác nhận cũng sẽ được thưởng không ít Khủng hống Kim Thư lập tức thông qua mấy bộ đàm Trong những thế giới bắt đầu liên lạc Tạo diễn tới đại lục Tọa độ là Tôi đã phát hiện ra một giới chủ nhân loại sở trường sử dụng chiến đấu, nghi là thực tinh giới chủ ở vụ sao đảo hắn chiến lược cao hơn phong hầu đỉnh cao bình thường một chút tiếp cận với chiến lược phong dương rồi hai biểu di tộc bất hủ dưới trướng của ta vừa mới thành tựu bất tử chi thân bị hắn công kích đã tạo thành hư hỏng một chút về bất hủ thần thể rồi khủng hống kim thư lập tức báo cáo cấp trên cái tin tức này đáng tiếc hệ thống thông tin của yêu tộc thực sự là quá yếu đến cả video và hình ảnh cũng không thể truyền được chỉ có thể dùng ý thức trao đổi bằng ngôn ngữ đến cả xác nhận chiến công cũng phải đến lúc cuối cùng về lại căn cứ quân đội. Còn mạng vũ trụ giả định của nhân loại có thể đưa tin trực tiếp, có thể xác nhận rõ ràng tình huống chiến đấu, quân công tùy thời tùy chỗ có thể xác định. Đạo pháp của ta lại có thể áp chế khủng hống kim thư, thường pháp phối hợp với đạo pháp rõ là hoàng mỹ mà. La Phong chiến đấu vô cùng thoải mái, Cảm giác chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực khác hẳn vũ trụ giả định mà. Trong vũ trụ giả định, trong lòng sẽ tự nhiên cho rằng đây là giả định, là giả, đây là tâm lý tự nhiên. Cho dù có công pháp kiểm tra hiệu quả, nhưng mà không cách nào tạo cho La Phong có cảm giác nơm nớp lo sợ. Nhưng mà trên chiến trường ngoài tinh vực này lại khác. Đối thủ ngoại tộc không biết chừng có thể xuất ra một sát thủ gì đó, hơn nữa không dám có chút sự ý nào. Tỉ như con khủng kim hống trước mắt này một khi thiêu đốt bất hủ thần thể cũng có thể trong nháy mắt bắn ra chiến lược phong vương đương nhiên thiêu đốt bất hủ thần thể cũng bằng với thiêu đốt linh hồn không đến lúc cần thì cũng không muốn làm như vậy luyện đau xong rồi có thể để kiểm tra cự thú ra tay rồi là phùng lúc này bắt đầu thông qua dụng cụ thăm dò số 1 ngăn che tín hiệu đối phương đồng thời ở một nơi rất xa chợt xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu bạc đó là một con quái thú màu bạc đang di động với tốc độ cao trong nháy mắt tạo thành một cái ảo ảnh. Ảo ảnh này đang đánh thẳng về phía của hai vị di tộc bất hủ. Lại ngang nhau. Xem ra đội trưởng còn nằm trong hoàn cảnh xấu nữa kìa. Hai vị di tộc bất hủ ở một nơi rất xa đang quan chiến cũng kinh ngạc. Không sao đâu, đội trưởng có bất tử chi thân, tuy hơi hạ phong nhưng lại không quá nguy hiểm gì. Một khi đội trưởng liêu mạng thiêu đốt 2-5% bất hủ thân thể, phỏng chừng có thể giải quyết nhân loại này thôi. Mặc dù quân công cơ hồ đều lọt cả vào tay đội trưởng, nhưng mà chỉ cần hơi phân ra một chút cho chúng ta, chúng ta cũng kiếm được rất khá rồi. Hai thượng linh bất hủ vĩ di tộc truyền âm trò chuyện với nhau. Đột nhiên, họ cảm giác thấy một luồng khí tức uy áp rất đáng sợ. Hả? Cái gì? Hai vĩ di tộc bất hủ quay phát đầu lại, con mắt kép nhìn về phía sau. Một luồng cầu vùng màu bạc vô cùng chói mắt xé rách không gian. Không gian vũ trụ giống như đậu phủ yếu ớt dễ dàng bị rạch toan ra. Hai thần linh bất hủ vĩ di tục thậm chí còn không kịp né tránh, đã bị cái luồng cầu vòng màu bạc này xuyên qua rồi. Cầu vòng màu bạc này căn bản là thí ngô vũ dực của con quái thú bạc đó. Cánh chìm như đau, vô kiên bức tội, sắc bén vô cùng, cắt đứt lướt qua. Hai bất hủ vĩ di tộc miễn cưỡng phong hầu dưới công kích của bản tôn người địa cầu đã tổn thức mất một ít bất hủ thần thể. Vừa bị thí ngô vũ dực này cắt qua, thì trong nháy mắt thí ngô vũ dực phóng thích ra một chút lực không gian lập tức ăn mòn gần hết bức hủ thân thể của hai vị di tộc này Bức hủ thần thể hoàn toàn hóa thành hư vô cánh của quái thú bạc vẫy mạnh bay thẳng về phía la phong và khủng hống kim thư đang giao chiến khủng hống kim thư thấy con quái thú bạc đột ngột xuất hiện công kích bức hủ vĩ di tộc đã kinh ngạc phát hiện ra rồi nhưng khi nó phát hiện ra hai vị bức hủ vĩ di tộc trong nháy mắt đã bị diệt thì vẫn còn kinh ngạc đến ngay người gì vậy bất hủ cấp phong dương tuyệt đối là bất hủ cấp phong dương rồi ô nữa dễ dàng như vậy ê rằng không phải là phong dương sâu cấp rồi tối thiểu là bất hủ phong dương cao cấp rồi khủng hống kim thư trong lòng hoảng sợ chẳng trách dụng cụ thăm dò không phát hiện nó chút nào mấy thăm dò của bất hủ cấp phong dương khẳng định tiên tiến hơn ta nhiều nhưng đây là quái thú gì vậy chứ chạy trốn chạy trốn chạy trốn khủng hống kim thư rốt cuộc bất chấp cái tên thiên tài nhân loạn lập tức bắt đầu chạy trốn la phong cũng tựa hồ sững sờ rồi quay đầu nhìn về phía con quái thú bạc xa xa hả chạy trốn hả một người một yêu thú đều bỏ chạy ra hai phía ôi giọng bất hủ có phong dương đuổi theo với tên nhân loại đó khủng hống kim thư trong lòng gầm lên đuổi theo giúp nhân loại đi tại sao lại truy sát tao chứ đủ tới rồi Thí ngô vũ dực chấn động kim giác cử thú trong nháy mắt đuổi theo khủng hống kim thư cánh chim như đau ý định đầu tiên khi sáng tạo ra minh nguyệt sách là phương pháp công kích bằng cánh chim chuyên môn phối hợp với thí ngô vũ dực chỉ hơi đổi một chút sẽ biến thành đau pháp nhưng hiển nhiên dùng thí ngô vũ dực thi triển ra thì lợi hại hơn nhiều cầu vùng màu bạc xé rách không gian khủng kim hống nhất thời bị chia ra hai nửa máu tươi và bộ phận trong thân thể văng tung tóe hơn nửa máu tươi và bộ phận trong thân thể ấy bị sức mạnh vô hình xâm thực. Chẳng mấy chốc, hai nửa thân thể đã ngưng tụ thành một khối. Bất khủ thần thể tổn thống 6% rồi! Khủng hống kim thư, kinh hải, hoảng sợ. Đây là phong vương đỉnh cao, là phong vương đỉnh cao! Nó là bất hủ phong hồ đỉnh cao, muốn dễ dàng như vậy mà gây thương tổn tới bản chất của phong hồ đỉnh cao, phải có thực lực cấp phong vương đỉnh cao. Tha mạng, xin tha mạng! khủng hống kim thư truyền âm vội vàng nói kim giác cự thú vỗ hai cánh lần lượt cắt qua tốc độ nó quá nhanh khủng hống kim thư vừa ngưng tụ thân thể lại một lần nữa thì bị cắt đi rồi trong nháy mắt đã tổn thức mất 50% phần trăm bất hủ thân thể thả mạng đi mà tiền bối đừng có em ta khủng hống kim thư nóng nảy kim giác cự thú thì lần nữa công kích điều này làm khủng hống kim thư tuyệt vọng Chết đi! khủng hống kim thư gầm lên lập tức đem hết bức hủ thần thể còn sót lại tự bạo thần thể tích lũy mấy ngàn năm ngưng tụ mà thành ứng chứa năng lượng vô cùng đáng sợ lúc này hoàn toàn thiêu đốt rồi nổ tung ra cơ hội trong nháy mắt lực công kích vụ nổ đã tiếp cận với công kích của một cường giả phong vương đỉnh cao bầu trời sa mạc trên 10 vạn km trong nháy mắt hoàn toàn bị xé vụn vô số mảnh vỡ không gian như dòng thác bị chấn loạn kim giác cự thú phát hiện khủng kim hống tự bạo cũng lập tức né tránh đồng thời hai cánh khép lại, thí ngô vũ dực lớn lên một chút bọc kính cả kim giác cự thú, kim giác cự thú bị chấn động đến mức hơi bay ngược lại mấy trăm km mới dừng được. thí ngô vũ dực đánh tan trên chín phần lực công kích, lực công kích còn thừa mặc dù trên giới hạn một vạn lượng sức mạnh giới chủ, nhưng mà trải qua tướng giáp làm suy yếu đi chín phần nữa, chỉ một số ít lực công kích còn thừa thì chỉ như gãi ngứa cho kim giác cử thú vốn tự thân sức mạnh thân thể đã trên 6.000 lần dưới vũ rồi. Vốn là phong làm bộ chạy trốn cũng dừng lại, cho phân thân kim giác cự thú nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, rồi cho phân thân kim giác cự thú trở lại thể nội thế giới. Lợi hại mà, ý cảnh thần thú của ta đạt tới tầng tám lại sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao. Nhưng dù sao phương diện tố chất thân thể chỉ là phong dương sơ cấp, cả ba thứ kết hợp mới có được chiến lược phong dương cao cấp. Nhưng mà thiếu ngô vũ vực quá lợi hại, lực không gian trải qua chuyển hóa mà sinh ra cũng rất đáng sợ nữa Thực sự có thể tổn thương được thần thể của phong hộ đỉnh cao Tâm tịnh La Phong rất vui sướng Thu chiến lợi phẩm của ba gã phong hộ đi Sau đó lại lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ Rồi nhanh chóng ly khai Lãnh đạo yêu tục trên chiến trường ngoài tinh vực Xác nhận tin tức ở chủ đại lục diễm tế đại lục đã phát hiện đại giới chủ nhân loại giới chủ nhân loại có chiến lực gần như phong dương xem ra là một nhân loại siêu thiên tài xếp hạng trong top 100 thiên tài giới chủ nhân loại nhìn kết quả do sinh mạng trí năng tính toán xuất hiện trên màn hình chiến trường hay yêu tộc toàn thân bằng khôi lỗi đen đang ngồi đó có chiến lực gần như phong dương hẳn là thiên tài từng hạch tâm nhất của ngũ đại thế lực nhân loại nhưng giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định vậy Tuy có tới 100 người, nhưng mà phỏng chừng có thể có một phần ba số có chiến lực gần phong vương đã là không tệ rồi. Một nam tử toàn thân màu đen, mình người, đầu sư tử, thấp giọng nói. Đúng vậy, chiến lực gần phong vương trong những thiên tài nhân loại cũng chỉ có chừng trăm người mà thôi. Những thiên tài tuyệt đỉnh ở thời kỳ giới chủ tu luyện vài chục vạn năm tới cả trăm vạn năm, về mặt cảm ngộ quy luật cũng rất ít người, cũng đạt tới trình độ tầng thứ 18, rồi phối hợp với các loại thủ đoạn ác chủ bài, cũng có thể phát huy ra chiến lực gần như phong vương Nhưng chiến lực gần phong vương giết chết phong hồ sơ cấp cũng rất khó Không ngờ thực tinh giới chủ vụ xa đảo có chiến lực bực này Lúc trước thực tinh giới chủ cũng chính diện giết chết một bất khổ bình thường Chỉ là một phong hồ nhỏ yếu ở vụ xa đảo mà thôi Làm gì có chiến lực gần phong vương Nam tử khác mình người 99 cái đầu loại nhỏ thấp vọng nói Thiên tài nhân loại, mỗi người đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, khó mà phát hiện được một tên nào. Siêu thiên tài bực này mới là giới chủ đã mạnh như vậy rồi. Một khi trở thành thần linh bất khủ hả, xác định sẽ là bất khủ cấp phong dương. Hơn nữa rất có thể là phong dương cao cấp nữa, thậm chí là dương đỉnh cao. Đến lúc đó hắn có bất tử chi thân, muốn giết chết hắn có thể phải trả giá gấp mấy ngàn lần. Bây giờ chiến lực mặc dù không thấp, nhưng mà không phải là bất tử chi thân, giết chết cũng dễ dàng hơn. Loại uy hiếp này nên sớm diệt trừ thì tốt hơn đó. Nam tử màu đen mình người đầu sư tử nói. Ừ. Nam tử mình người chín chín cái đầu loại nhỏ gật đầu. Ta lập tức bẩm báo cho tộc để họ tuyên bố mạnh lệnh. Vùng ven chủ đại lục diễm tế đại lục. Trong băng sơn vô tận có một tòa cung điện cổ xưa không biết được kiến tạo từ năm nào. Sông hiện ở đây đã trở thành địa bàn của tử khung vương thuộc yêu tục. Đội trưởng gần đây tính tình không tốt lắm nha, vừa đổi còn la hét cả đội phó nữa. Chúng ta đi tới diễm tới đại lục cũng gần dạng năm rồi, mà trước tới giờ chưa thấy đội trưởng buồn bực như vậy bao giờ nha. Ồ, ừ, nhưng mà tao nghe nói đội trưởng sở dĩ buồn bực đó, là có liên quan tới một thiên tài nhân loại. Đó. Nói thiệt không vậy? Tao cũng không rõ ràng lắm nữa, chỉ nghe nói vậy thôi à. Hai khối lỗi bất hủ yêu tục lẳng lặng đàm luận với nhau hai người bọn họ là đội viên của tử khung tiểu đội vốn rất có uy danh trên diễm tế đại lục tử khung tiểu đội một trong những tiểu đội rất nổi tiếng trên diễm tế đại lục đội trưởng tử khung vương là bất hủ cấp phong vương yêu tục hơn nữa có năng lực thú di đội phó kia cũng là một cường giả phong vương sơ cấp vì phần đội viên dưới trướng cơ hồ mỗi người đều là phong hồ đỉnh cao người yếu nhất cũng là một phong hồ cao cấp đội ngũ như vậy đương nhiên danh khí phải lớn trên diễm tế đại lục Đương nhiên mặc dù danh khí lớn nhưng vẫn chưa được tính là vô địch. Ở trong tòa cung điện này, một phụ nữ toàn thân màu đen, mình người màu bạc cùng với cái đậu hộ ly vô cùng xinh đẹp. Trên người mụ có tấm trường bào đen hoa lệ, khôi lỗi mụ cơ hồ không khác gì chân thân, vẻ mặt, ánh mắt vân vân đều vô cùng hoàn mỹ. Khốn kiếp mà, bối lập từ khốn kiếp dám khiêu khích ta. Nữ tử mình người đậu hộ ly tức giận vô cùng, May mà các lãnh đạo tộc quần còn rất sáng suốt Có thể trách ta sao Suốt một năm qua từ khi ta tiếp nhận nhiệm vụ này Tất cả thành viên dưới trướng liên minh yêu tộc Trên diễm thế đại lục Vẫn không có một ai phát hiện ra giới chủ nhân loại Cũng không thể đưa tin Bảo ta làm sao mà giết hả Sao mà giết được chứ Bố Lạp Tư dám nói ta vô dụng Thằng mất dạy này Việc này trách ta được sao chứ Tình ngu ngốc khốn kiếp này khẳng định là coi trọng quân công rồi Giết chết một giới chủ nhân loại Lại đánh đồng quân công với giết chết một phong dương cao cấp sao Cũng khó trách hắn thèm thuồng mà Đáng tiếc ngươi không được làm việc này, tình ngu ngốc. Tử khung vương thầm mắng trong miệng. Kỳ thực, mụ cảm thấy cũng rất khó chịu. Mặc dù nói mụ có là một phong vương có năng lực thuấn di cường đại, nhưng mà đám phong hù, phong vương đều có bất tử chi thân. Kỹ năng cũng giỏi lắm là chỉ giết chết được một phong hầu đỉnh cao mà thôi. Cả diễm tế đại lục e rằng không có lấy một bức hủ cấp phong vương nào, dám nói mình tin chắc đánh chết được một cường giả phong vương sơ cấp đến chết phùng vương sơ cấp khó khăn cao kinh người do đó giết chết một giới chủ nhân loại lại có một quân công đánh đồng với đánh chết bất hủ phong vương cao cấp việc này tự nhiên là một công việc béo bở làm cho người ta mở mắt rồi trữ khung vương tại diễm thế đại lục gần vạn năm kiếm được quân công e rằng chưa bằng một phần mười số này do đó lúc đó nhận được nhiệm vụ mụ vô cùng hưng phấn phải biết rằng mặc dù đang ở trên diễm thế đại lục nhưng tộc quần yêu tộc cũng vẻn vẹn chỉ có hai phong vương bản tộc thôi nhưng mà cả liên minh yêu tộc lại có tới 329 vị phong vương. Dù sao cũng có rất nhiều tộc quần phụ thuộc dưới trướng yêu tộc, còn có một vài, mặc dù không phải là tộc quần phụ thuộc, nhưng ở vài vùng xa xôi, nguyện ý lấy thân phận một phần tử của liên minh yêu tộc để tiến vào chiến trường ngoài tinh vực để lan bạc. Vô số cường giả ngoại tộc dẫn đến việc dưới trướng liên minh yêu tộc có tới 329 phong vương tại Diễm Tế Đại Lục. Nhiệm vụ này làm cho người ta phải thèm thuồng nhưng nội bộ yêu tộc tự nhiên cũng muốn để cái phần này cho bản tộc mình. Tử Khung Vương có năng lực thuấn di nên mới được giao nhiệm vụ này. Lúc đó Tử Khung Vương nhận được nhiệm vụ đã làm không ít yêu tộc ghen ghét. Nhưng ghen ghét cũng vô dụng, đây là lệnh lãnh đạo mà. Tử Khung Vương thật cao hứng, mù chờ đến lúc đi giết giới chủ nhân loại. Tất cả thành viên liên minh yêu tộc ở Diễm Tế Đại Lục đều nhận được mệnh lệnh một khi phát hiện giới chủ nhân loại đi một mình hoặc phát hiện ra giới chủ nhân loại thực lực sánh ngang phong hầu thì phải lập tức báo cáo ngay cho cấp trên. Một khi tìm được tọa độ chuẩn xác thì tử khung vương có thể thuấn di thẳng tới đó. Năng lực thuấn di một lần khoảng cách hai năm ánh sáng lại rất nhẹ nhàng. Có thể nói cả diễm tế đại lục đều trong phạm vi thuấn di của tử khung vương. Mụ có thể trong nháy mắt đến bất kỳ chỗ nào trên diễm tế đại lục. Chỉ cần tình báo tới, mụ có thể lập tức tới đó đánh chết giới chủ nhân loại, thu được quân công lớn, một nhiệm vụ đơn giản biết bao nhiêu. Phí vật! Giờ... Hệ thống tình báo rõ là phế giật mà Một năm rồi lại không có một tin tình báo nào tới cả Vẫn luôn không phát hiện ra tên giới chủ nhân loại đó Tử khung vương trong lòng phẫn nộ Ngửi thấy rồi mà lại không ăn được Đích xác rất khó chịu Lãnh đạo trong tộc cho mũ kiếm được một khoản quân công lớn Vậy mà vẫn không có một tin tình báo nào Giới chủ nhân loại Ta không tin ngươi luôn không lộ diện Liên minh yêu tộc ta cũng chiếm một phần tư Cả diễm thế đại lục này Không tin không có một ai chạm mặt ngươi chỉ cần người xuất hiện triển lộ ra thực lực Người chết chắc thôi Chết chắc thôi Chữ khung vương nghiến răng Không có tin tức chuẩn xác Phải chờ đợi là một việc đích xác rất khó chịu Còn La Phong lúc này thì căn bản không biết rằng Mình thành mục tiêu trọng điểm của yêu tộc rồi Một cầu vòng bạc chói mắt đảo qua bầu trời hải dương Không gian vỡ ra một vết nước khổng lồ Tựa như một con sông bạc dài che kín cả trời cao trên thần linh bức hủ ngoại tộc thấp bé ước chừng nửa thước bị cắt vỡ. Trên bức hủ ngoại tộc lúc đầu còn cảm thấy dễ dàng, nhưng vừa mới bị cắt ra rồi ngưng tụ lại. Gã nhất thời hoảng sợ, vì nó phát hiện ra bức hủ thần thể đã bị tổn thức mất 18% rồi. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Bức hủ phong hồ ngoại tộc hoảng sợ vạn phần. Chiếc cầu vùng bạc liên tục vài lần lóe lên, trên bức hủ ngoại tộc vẫn không kịp chạy trốn, rốt cuộc điên cuồng tự bạo, chiến đấu kết thúc. Trong dư âm cuộc chiến đấu, La Phong lơ lửng giữa trời. Phía sau đang có một đôi cánh chim màu đen từ từ vỗ vỗ. À, bức tượng chi thân thì khó giết mà. Lần đầu tiên ta tới chủ đại lục diễm thế đại lục này, bản tung người địa cầu từng đã thương được bức hủ dĩ di tộc, thật đúng là giận khí. Bức hủ thường thể của hai tên bức hủ dĩ di tộc đó phỏng chừng vừa mới luyện thành, cũng rất yếu. Nhưng bây giờ Loại bức hủ phong hồ sơ cấp mạnh hơn một chút Tại nếu chỉ dựa vào đạo pháp thì căn bản không thể làm hư hao bất hủ thần thể của chúng được. Ê, dùng đạo pháp thương tổn dài lần cũng không có hiệu quả, vẫn phải dựa vào thí ngô vũ dực. Thí ngô vũ dực quả những lợi hại mà, mặc dù bản thân người địa cầu thực lực kém một chút, có thể khu động một lực không gian cực nhỏ của thí ngô vũ dực thôi. Nhưng chỉ cần dài lần là có thể tiêu diệt một phong hồ sơ cấp rồi. Ừ, đi thôi. Là phùng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ thông dong ly khai, ra khỏi nơi chiến đấu này. Trong phi thuyền vũ trụ, La Phong ngồi trong phòng điều khiển phi thuyền. Theo cách cũ, máy thăm dò số 1 đúng chức năng ngăn che, máy thăm dò thứ hai thì vẫn mở ra như bình thường. Thí ngô vũ dực quả là tốt mà, Của thí ngô vũ dực này, bản tung người địa cầu ta vốn chỉ có thể đánh chết bất hủ quân chủ, bây giờ lại có thể đánh chết phong hộ sơ cấp rồi, còn phân thân kim giác cử thú, càng có thể đánh chết phong hộ cao cấp nữa. Hơn nữa thí ngô vũ dực còn có thể làm cho địch nhân không thể cảm ứng được thực lực chuẩn xác của ta. <laughs> La Phong cười vui vẻ. Lúc trước đi tới chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục, sau khi giao chiến với khủng hống kim thư, vĩ di tộc bất hủ, La Phong đã ý thức được một vấn đề. Cương giả ở chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục quá nhiều, không giống vụ sa đảo. Phong hồ sơ cấp có thể xưng vương xưng bá, tổng cộng có mười mấy phong hồ. Còn Diễm Tế Đại Lục nghe nói có cả ngàn phương phong vương lận. Đây là sự thực mặc dù bất hủ các phong vương bản tộc nhân loại trên diễm thế đại lục cũng vẹn vẹn chỉ có ba người nhưng mà còn có rất nhiều cường giả khác từ các tộc quân phụ thuộc nhân loại rất nhiều ngoại tộc thông qua liên minh nhân loại mà tiến vào chiến trường toàn bộ cộng lại phải có tới mấy trăm phong vương dù sao họ cũng có mấy ngàn tới trên vạn tộc quân bình quân 10 ngoại tộc có một phong vương tới diễm thế đại lục làm số lượng phong vương rất nhiều diễm thế đại lục tứ phương cộng lại phải có trên ngàn Đương nhiên, so sánh với vô số bất hủ quân chủ trên diễm tế đại lục, thì số lượng cường giả phong hầu, phong vương vẫn rất hiếm. Có rất nhiều cường giả trên diễm tế đại lục. Ta đánh chắc lạc giật trên vụ sa đảo cũng không tội, nhưng mà tới trên diễm tế đại lục, lần lượt tác chiến với các phong hầu đỉnh phong. Không biết chừng chạm mặt một phong dương sơ cấp, vậy rất có thể sẽ làm ngoại tộc truy sát. Sư phụ cũng nhắc nhở ta về vấn đề này rồi, phải làm sao bây giờ đây? La Phong lúc đó cũng suy tư, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới một chủ ý thí ngô vũ dực thí ngô vũ dực chính là một kiện chí bảo trên người kim giác cự thú có thể che giấu khí tức bản thân kim giác cự thú ngược lại có thể phóng thích uy áp tự nhiên làm cho địch nhân nhận định kim giác cự thú là một cường giả cùng một đạo lý thí ngô vũ dực trên người bản tôn người địa cầu tự nhiên sẽ được che giấu khí tức bản tôn người địa cầu <laughs> thầy thật thông minh mà bản tôn người địa cầu dung hợp thí ngô vũ dực phóng thích ra những tia uy áp ngụy trang thành uy áp của phong hậu đỉnh cao Phần thường kim giác cử thú dùng hợp với thí ngô vũ dực Phóng thích trâu y áp còn mạnh hơn nữa Làm như vậy Một phong hồ nhân loại điểm phong tự nhiên cũng rất bình thường thôi La Phong lúc đó rất sung sướng Lập tức La Phong dựa theo kế hoạch mà làm Làng bạc trên diễm thế đại lục Kim giác cử thú và bản tung người địa cầu Nhất thiết không thể đồng thời xuất hiện Một loại chiến đấu là để cho bản tung người địa cầu đi chiến đấu Vậy kim giác cử thú tuyệt đối không được hiện thân Trừ phi gặp phải nguy hiểm đặc thù loại chiến đấu này chuyên môn dùng để mài dũa đao pháp nghiên cứu minh nguyệt sách còn có cái loại chiến đấu khác á, là bản tôn người địa cầu không hiện thân ngay từ đầu á, đã để cho kim giác cự thú dung hợp với thí ngô vũ dực gặt hái loại chiến đấu này á, chủ yếu là giết chóc tích lũy quân công dù sao kim giác cự thú dùng để kiếm quân công thì hiệu suất cũng rất cao hai loại chiến đấu một loại tôi luyện đao pháp một loại tích lũy quân công là phòng sống trên diễm tế đại lục cũng khá thống khoái sau khi trận chiến với bất hủ vĩ di tộc chấm dứt một năm, hắn đã chiến đấu 6 trận, gặp trên 10 bất hủ ngoại tộc. Trong đó có 3 trận là bản tôn người địa cầu đi đánh, có 3 trận là kim giác cự thú đánh, tổng cộng giết chết 5 tên phong hồ và 3 bất hủ quân chủ, hiệu suất đích xác rất cao. Phong hồ sơ cấp căn bản không thể tôi luyện đau pháp của ta, thì một tên cường giả cửa phong hồ cao cấp chuẩn bị chiến đấu một phen vậy. La Phong rất hưng phấn, trong vũ trụ chiến đấu đủ loại với ngoại tộc, lúc này có phương thức chiến đấu khác hẳn đích xác làm cho La Phong có một loại hưng phấn và chờ mong. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã ở chủ đại lục diễm tế đại lục được 3 năm rồi. Trong 3 năm này, La Phong thu hoạch rất phong phú, một mạch sống trong chiến đấu và tu luyện, thực lực tiến bộ trong mọi thời khắc. Tuyệt đại đa số thời gian hắn đều nghĩ về chiến đấu, cảm ngộ quy luật và ý cảnh thần thú, nghiên cứu bí pháp vân vân Ba năm đó hắn chiến đấu 15 trận, giết chết 22 phong hầu ngoại tộc và 19 bất hủ quân chủ ngoại tộc. Trong đó 18 phong hầu, 13 bất hủ quân chủ do phần thân kim giác cự thú đánh chết, còn bản tôn người địa cầu vẻn vẹn chỉ đánh chết được 4 phong hầu, 9 quân chủ. Hơn nữa đánh chết phong hầu đều phải dựa vào thí ngô vũ dực. Điều này làm cho La Phong càng có cảm giác mình còn quá yếu. Mặc dù cảnh giới cảm ngộ của hắn cực nhanh, nhưng mà hắn tu luyện cũng vẻn vẹn chỉ mới có mấy ngàn năm, như các giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định, mặc dù hiểu suất không bằng mình, nhưng mà tu luyện vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, vì mặt cảm ngộ quy luật cũng không chênh lệch lớn với hắn. Mỗi người đều có trình độ cấp phong hộ cả rồi. Nếu mà xếp hạng hai ba mươi người đứng đầu đều có cảm ngộ trình độ tiếp cận phong vương, thậm chí những người đứng trước nhất cảm ngộ quy luật đã đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 19 rồi. Nhưng mà họ vẫn chênh lệch với khoa đế rất xa, vì cảm ngộ quy luật càng về sau mỗi một tầng tăng lên đều khó như lên trời. Như bọn người chân diễn vương bị vướng ở tầng thứ 20, tỷ tỷ năm mà cũng không thể bước vào tầng thứ 21, cũng có thể nhìn ra càng về sau càng khó khăn lớn ra sao. Từ tầng thứ lộ 18 bước vào tầng thứ 19, cơ hội khó khăn sánh ngang với từ tầng 1 tới tầng lộ thứ 18. Khó khăn lớn tới như thế nào chứ? Do đó từ tầng lộ thứ 18 tới tầng 20 nhìn như rất gần, nhưng mà cơ hồ mỗi đời giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều có người đạt tới tầng thứ 19. Nhưng để đạt tới tầng 20, e rằng vạn kỷ nguyên cũng mới có một người mà thôi. Ba năm qua, La Phong thực ra đã có được một danh hào. Phần thường kim giác cự thú vì đến cả phong hồ đỉnh cao cũng có thể đánh chết. Tuy nói đánh chết được vài phong hồ đỉnh cao, nhưng mà cũng đã làm cho thanh danh kim giác cự thú vang xa. Dù sao những phong hồ cao cấp chết dưới cánh của kim giác cự thú cũng có không ít tên bình thường phải tới phong vương cao cấp mới có thể làm được. Diễm tế đại lục cường giả như mây, ngoại tộc vô số, nhưng mà vẻn vẹn chỉ có hơn một ngàn phong vương, mỗi phong vương đều có danh hào. Kim giác cự thú mỗi lần đều hiện thân với hình tượng quái thú bạc, uy lực công kích của cánh nó rất đáng sợ, tự nhiên dần dần có một ngoại hiệu, ngừng dực vương. Về phần bản tung người địa cầu của La Phong, trên diễm tế đại lục, hắn thuộc loại trình độ rất bình thường, tự nhiên không thấy rõ, Năm thứ tư, sau khi La Phong tới Diễm Thế Đại Lục, trong đại bản doanh thế giới giả định của tộc cơ giới. Tiền duy tập! Trên đường, một thanh niên tộc cơ giới cao lớn đột nhiên gọi. Siêu huynh! Một thanh niên tuấn Mỹ tộc cơ giới toàn thân chủ yếu là màu bạc. Bên hung, cánh tay có một ít kim sắc, thoạt nhìn tựa như là người bằng hợp kim khẽ cúi đầu, tỏ ra vẻ tung kính. Tiền duy tập nè, người thu hoạch ở chiến trường ngoại tinh dực như thế nào rồi? thanh niên tộc cơ giới cao lớn có chút tiêu ý, dò hỏi. Đã hoàn thành 51,2% yêu cầu của chủ nhân rồi, ta bây giờ đang ở chiến trường thứ bảy Diễm Tế Đại Lục. Có rất nhiều cường giả ngoại tộc ở Diễm Tế Đại Lục nha, hiệu suất của ta hẳn là còn có thể tăng lên nữa. Phỏng chừng đánh chết hơn 1.000 phong hồ ngoại tộc nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thanh niên tuấn Mỹ tộc cơ giới nở nụ cười. Tộc cơ giới có một điểm khác nhau đặc thù rất lớn với tộc quần khác. Vì mỗi một tộc nhân cơ giới khi vừa sinh ra cũng chỉ là một sinh mạng trí năng, do là sinh mạng trí năng nên trời sinh sẽ phải nhận chủ bên trong tộc cơ giới một tộc nhân cơ giới cấp vũ trụ tôn giả sẽ có một vài bức hủ tộc cơ giới nhận chủ một bá chủ cường đại như hỗn độn thành chủ ở tộc cơ giới sẽ có vài vũ trụ tôn giả tộc nhân cơ giới nhận chủ nhận chủ này đã được tiến hành từ rất lâu rồi trừ phi người dưới trướng có thực lực vượt qua chủ nhân vậy lãnh đạo tộc cơ giới sẽ ra lệnh chủ nhân giải trừ quan hệ chủ tớ nếu không sẽ phải vĩnh viễn bảo trì quan hệ chủ tớ Cả tộc cơ giới là một quan hệ kim tự tháp. Một vũ trụ chi chủ khống chế vô số vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả khống chế rất nhiều bất hủ tộc cơ giới. Họ có cảm tình, họ cũng sẽ có oán hận, ghen ghét, phẫn nộ, hưng phấn, vui vẻ, rất nhiều tâm tình khác nhau. Nhưng nhận chủ là một loại năng lực hạch tâm của sinh mạng trí năng. Một khi nhận chủ, vậy thì tuyệt đối về mặt bản chất phải phục tùng chủ nhân. Không được có ý nghĩ phản bội chút nào. Có lẽ đối với những người khác đồng tộc có thể ghen ghét bất mãn, nhưng mà đối với chủ nhân phải trung thành tuyệt đối. Cơ cấu thống trị kim tự tháp, đây là tộc cơ giới, mỗi tộc quân cấp bậc tuyệt đối nghiêm ngặt, không ai dám phản bội cả, nên đó là một tộc quân cực kỳ đáng sợ. Hoàn thành hả? Tị Duy Nạp nè, ngươi thật xuất sắc nha, chẳng trách chủ nhân thương yêu ngươi như vậy đó. Thanh niên tộc cơ giới cao lớn cười mà như không, Ân huệ của chủ nhân, ta đương nhiên phải bỏ hết sinh mạng, tất cả sức lực mà hồi báo rồi." Thanh niên tuấn mỹ tộc cư giới vẫn rất khiêm tốn, bảo trì vẻ tôn kính. "Tốt lắm, vậy thì tiếp tục cố gắng nha, à, sớm mà phong dương nha." À. Thanh niên tộc cư giới cao lớn dạy dỗ, "Nhưng sư huynh, ta sẽ cố gắng hết sức học tập sư huynh." Thanh niên tuấn mỹ tộc cư giới cúi đầu nói. Thanh niên tộc cư giới cao lớn gật đầu, dù không để ý tới tỷ duy tạp nữa, nhưng mà trong lòng của gã vẫn thầm bất bình. <laughs> chỉ là một sinh mạng trí năng trong phi thuyền Khi chủ nhân còn yếu đã sử dụng Từ đó tiến hóa mà ra Cùng chủ nhân cảm tình lan bạc sinh tử cùng nhau Bây giờ cũng chỉ là một tên phong hầu đỉnh cao mà thôi Dám tranh giành sự thương yêu của chủ nhân Với đám phong dương chúng ta hả <laughs> Nếu không phải chủ nhân cho ngươi nhiều trợ giúp như vậy Ngươi làm sao có thể giết chết được nhiều phong hầu ngoại tộc vậy chứ Nói thì dễ dàng Phỏng chừng giết hơn một ngàn bất khủ ngoại tộc Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi <laughs> Thật hy vọng ngươi chết tôi ngay trên chiến trường ngoài tinh vực cho rồi Thanh niên Tuấn Mỹ liếc nhìn sư huynh vừa bỏ đi, trong mắt lóe lên ánh hàng mang. Chủ nhân thu tôi tới, đặc biệt là những tôi tới phong dương, ai cũng có thực lực cao hơn ta. Trước mặt ta tùy ý làm bộ chỉ điểm, rồi làm bộ làm kịch nữa, rõ là một đám ngu ngốc mà. Lúc ta và chủ nhân xông pha sinh tử năm đó hả? Bọn người các ngươi kia không biết đang ở đâu nữa. <laughs> ta được cảm tình chủ nhân thì các ngươi ghen ghét hay sao? Nếu không phải quy củ trong tộc phải bảo trì tôn kính với người cấp cao, ta cũng chẳng thèm để ý tới các ngươi đâu. Thì Duy Tạp trong lòng khinh thường, gã thực sự xem thường những phong vương ấy. Chủ nhân xem gã như là thân huynh đệ, gã làm sao cần quan tâm tới đám phong vương này chứ. Gặp chủ nhân chỉ cần nhắn chủ nhân là đủ rồi. Bộ người đó e rằng muốn gặp chủ nhân cũng phải chờ cơ hội. Sao có thể được như ta chứ, có thể thường xuyên gặp chủ nhân như vậy. Thì Duy Tạp vuốt mũi hơi nhếch đầu đi về phía chủ nhân. thế giới giả định do tộc cơ giới chế tạo có thể rải rác cả một tinh khu. Do đó lãnh thổ tộc cơ giới có mấy trăm tinh khu, mỗi tinh khu đều có một thế giới giả định. Mặc dù phân tán ở các tinh khu, nhưng mỗi tinh khu đều có thể liên lạc với đại bản doanh. Có một đại bản doanh tiến hành điều hành chỉnh thể, đương nhiên cũng vô cùng rườm rà. Hơn nữa tộc nhân cơ giới bình thường không có tư cách vào đại bản doanh. Thì Duy Tạp thông qua thế giới giả định bố trí cho chiến trường ngoài tinh vực của tộc cơ giới trải qua truyền thống hội lâu ý thức mới có thể tiến vào đại bản doanh lúc này mới có thể trao đổi với chủ nhân gã tên gọi đại bản doanh thế giới giả định tộc cơ giới là du lam thế giới một chiếc phi thuyền kim tự tháp phi hành trên không trung diễm tế đại lục thanh niên tộc cơ giới tỳ duy tạp mặc chiến khải màu xanh biếc mở mắt nở nụ cười chủ nhân đối với ta thật tốt mà ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu của chủ nhân chủ nhân đã ban cho ta một món bảo vật rồi nếu bị đám sư huynh ghen ghét biết được phỏng chừng sẽ phẫn hận hơn nữa Nhưng mà phẫn hận thì đã làm sao chứ <laughs> Một đám ngu ngốc mà Mặc dù chỉ luận về thực lực bản thể Thì ta không bằng họ Nhưng chiến đấu sinh tử của tộc cơ giới ta vốn là sử dụng các loại thủ đoạn Chủ nhân lại cho ta nhiều bảo vật ác chủ bài như vậy Cho dù bất hủ các phong dương cũng không làm gì được ta Bức ta nóng nảy Dù cho là phong dương đỉnh cao Ta cũng có thể đánh cho trọng thương Thì Duy Tạp có vẻ rất tự tin Vì gã mấy năm nay giết được rất nhiều bất hủ phong hồ ngoại tộc trải qua vô số lần giết chóc nên cũng rèn luyện tự tin. Hả? Mấy thăm dò hình ảnh của giới chủ nhân loại? Tỳ Duy Tạp hạ lệnh, nhất thời Tỳ Duy Tạp ngồi lên ghế hợp kim, liếc mắt đã thấy hình ảnh ba chiều hình thành trước mắt. Trong hình ảnh, giới chủ nhân loại mặc chiến khải đen đang khoanh chân ngồi. Giới chủ nhân loại sao? Diễm thấy đại lục lại có giới chủ nhân loại hả? Mấy thăm dò của hắn rõ là hàng cao cấp mà, cho dù là trong tộc cơ giới ta cũng phải là phong hậu đỉnh cao mới có thể phân phối được. Nếu là ngoại tộc khác Bình thường phải là bất hủ cấp phong dương Mới có thể phân phối được Một giới chủ nhân loại nhỏ yếu Lại được phân phối mấy thăm dò cao cấp như vậy rồi May mà mấy thăm dò của ta là do chủ nhân cho Còn cao cấp hơn dụng cụ thăm dò phong dương tộc cơ giới chúng ta nữa Thì Duy Tạp vuốt mũi hợp kim khẽ nhú mày Sau đó thì Duy Tạp vũ thành ghế hợp kim đứng thẳng lên Tiểu gia hỏa này còn tu luyện Căn bản không phát hiện ra ta Giới chủ đã có dụng cụ cao cấp như vậy rồi Lai lịch khẳng định phải rất lớn đây không biết chừng trên người hắn có cả bảo vật của nhân loại nữa Hình nghĩa hắn chắc có thể là một siêu thiên tài của nhân loại Cho dù không phải là siêu thiên tài Thì cũng có bối cảnh rất là đáng sợ đây Nhưng bối cảnh càng lớn càng tốt chứ Bối cảnh càng lớn Tiền bạc trên người hắn phỏng chừng cũng càng kinh người Càng là thiên tài Hắn càng giá trị nhiều quân công hơn rồi Thì Duy Tạp mắt lóe sáng Cường giả ngoại tộc không thèm quan tâm Tới bối cảnh của thiên tài nhân loại Đến gần Ta chẳng đến tên với chủ nhân loại này vì duy tạp hạ lệnh chiếc phi thuyền kim tự tháp rẻ tiền lập tức bay về phía chỗ la phong tu luyện có câu thường đi cạnh bờ sông sao có thể không ướt dày câu này cũng giống như cái câu ở việt nam có là đi đêm thì có ngày gặp ma la phong ba năm qua bằng vào máy thăm dò muốn đánh ai thì đánh không muốn đánh thì ngăn che thăm dò của đối phương song khi máy thăm dò của địch nhân cao cấp hơn la phong thì quyền chủ động sẽ ở trong tay địch nhân lúc này la phong không biết nguy cấp đang tới gần hắn đang phân ra một chút ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, bên trong phủ đệ La Phong trong phòng media. La Phong, Từ Hưng đang ngồi trong phòng xem phim. Chỉ hai người mà thôi. Đẹp hơn phim trên địa cầu của chúng ta. Từ Hưng nói nhỏ, La Phong nắm tay thi tử, cười, nói. Trong vũ trụ, những nhân tài điện ảnh nhiều vô số kể, bất luận là nội dung kịch bản hay là các loại kỹ thuật giả định đều rất hấp dẫn, tự nhiên phải làm cho người ta xem mê mẩn rồi. Hai vợ chồng vừa xem vừa thấp giọng trò chuyện. Đây là phương thức trao đổi tình cảm bình thường giữa La Phong và thi tử. Hả? La Phong biến sắc. Sao vậy? Tự hưng cả kinh. Lão bà, xin lỗi nha. La Phong ấy nấy cười rồi biến mất. Trong nháy mắt đưa ý thức trở về trong đời thực vì hắn đã gặp nguy hiểm đáng sợ. Từ Hưng đứng bật lên, hơi hồi hộp, thấp thởm không yên. Nàng biết La Phong đang lan bạc ở chiến trường ngoài tinh vực, không kìm được lo lắng vạn phần. Diễm tế đại lục, trong cung điện ngầm cổ xưa. Trên vách đá trong cung điện còn có một vài đồ án thờ cúng cổ xưa. Trên đồ án thoáng có quy luật dao động, có thể trải qua tỷ tỷ năm mà chưa hoàn toàn hủy hoại. La Phong lần đầu tiên khi thấy những đồ án thờ cúng đó cũng rất giật mình, không biết sinh mạng nào đã sống vô số năm trước ở diễm thế đại lục. Bản thân La Phùng đang khoanh chân ngồi trong điện. Đột nhiên... Đồng thời chính luồng sáng với thế như dao chẻ củi khô đục xuyên qua địa tầng đá rất dày. Oanh kích thẳng vào cung điện dưới đất. Tòa cung điện cổ xưa dưới công kích cường thế giả man trong nháy mắt đã tan tành. Đến cả không gian vũ trụ dưới công kích này cũng vỡ vụn. Hàng loạt mảng đá vụn bị không gian loạn lưu cuộn đi khi cung điện lọt vào chính luồng sáng công kích thì La Phong mới giật mình tỉnh lại. Không ổn rồi. Chiến khải đen ngoài thân La Phong nhanh chóng kéo dài ra, bảo vệ toàn thân. Đồng thời nhanh chóng xuất hiện chiếc thuẫn bài thần thú binh. Một cái cột sáng to đùng chói mắt sau khi đục lỗ cung điện ngầm cũng lan đến người La Phong. Sau khi đục lỗ tận dày đá đó, lực công kích của cột sáng đã suy yếu hơn phần nữa. Khi oanh kích vào người La Phong, đột nhiên cũng bị thuẫn bài thần thú binh ngăn trở, nhờ đó giúp la phong tránh được một kiếp trời đất tối tăm cả cung điện ngầm sụp đổ la phong bay ngược đi cái gì đây la phong lập tức điều chỉnh thân hình giữa không gian vũ trụ vỡ vụn vẫn bay vút lên trời dọc theo động sâu vừa bị đục thủng trong nháy mắt đã bay ra ngoài mặt đất la phong nhìn ra phía trước không khỏi ngơ ngác bốn phương tám hướng tổng cộng lơ lửng chín tòa phi thuyền kim tự tháp từ các phương vị và động sâu ngầm thì vừa rồi chính luồng sáng đó nhất định từ chính phi thuyền kim tự tháp đó oanh kích vào. Phi thuyền tộc cơ giới hả? La Phong nhíu mày nhìn lại. Bà Bà Tháp, mấy thăm dò có thể phát hiện ra phi thuyền tộc cơ giới ở đằng xa không vậy? La Phong, mấy thăm dò không thể phát hiện ra mục tiêu. Hẳn là hoàn toàn bị ngăn che rồi. Địch nhân có mấy thăm dò cao cấp hơn chúng ta. Bà Bà Tháp vội dùng ý thức trao đổi. Người có thể có mấy thăm dò cao cấp hơn chúng ta La Phong nè, ngươi ngàn dạng lần phải cẩn thận Thực lực của địch nhân có thể là cấp phong dương La Phong cũng rất tỉnh táo Chính kim tự tháp đó Đặc biệt là vùng năng lượng bao ngoài phi thuyền kim tự tháp Cho La Phong một cảm giác Mỗi một chiếc đều đắt hơn cả vững mặt tinh hào của mình Địa vị gì đây Tùy tiện đưa ra chính chiếc phi thuyền Đều tốt hơn cái những mặt tinh hào của ta sao Theo cảm ứng dụng năng lượng kia Phong ngữ rất là mạnh có lẽ phải để phần thân kim chắc cử thú ra tay Mới có thể thương tổn tới phi thuyền kim tử tháp này được Cường giả chính thức tộc cơ giới Không phải là thứ bất hủ tộc cơ giới năm đó Mà Hồ Diên Bác giết được có khả năng sánh ngang được Năm đó tên bất hủ tộc cơ giới đó Chỉ là một bất hủ cấp quân chủ Cũng không có thủ đoạn lợi hại gì Phi thuyền chỉ là một chiếc phi thuyền kim tự tháp cấp e đỉnh cao mà thôi Sao có thể so được với cường giả Vốn tiện tay đã ném ra chính chiếc phi thuyền kim tự tháp siêu quý giá như thế này được Khủng kiếp mà, ta căn bản không tìm thấy tung tích của địch nhân mà. La Phong lo lắng. Lần đầu tiên La Phong nếm mũi đau khổ khi mấy thăm dò mình thấp hơn địch nhân. Lúc trước đều là La Phong đánh các cường giả ngoại tục. Muốn đánh là đánh, muốn trốn là trốn. Bây giờ quyền chủ động lại hoàn toàn trong tay địch nhân rồi. La Phong giữa không trung chỉ hơi dừng lại không phải không một giây. Rồi lập tức trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu gia hỏa chạy đi đâu? <laughs> Trêu đùa một giới chủ nhân loại dám đến diễm tới đại lục rất hay đó. Giữa không trung cách La Phong mấy trăm vạn km, thì Duy Tạp đang ở trong phòng điều khiển phi thuyền hướng khởi quan kháng cảnh này. Khi La Phong lựa chọn bỏ chạy, gã liền hạ lệnh. Công kích! Vốn chính chiếc phi thuyền kim tự tháp luôn luôn không động tĩnh gì âm âm chuyển động. Đấy chúng tách ra, lỗ ra cửa khoang rộng vài trăm thước. Vô số khôi lỗi cơ giới màu đen bay ra như châu chấu, chỉ thấy liên tục những khối đen từ các cửa khoang bay ra như chớp chính phi thuyền kim tự tháp đều đồng thời bắn ra hàng loạt khôi lỗi cơ giới màu đen theo lý thuyết độ cao chính chiếc phi thuyền kim tự tháp cũng chỉ chừng 1.800 thước bên trong còn có phòng máy và rất nhiều khoang căn bản là không thể bỏ vào đó quá nhiều khôi lỗi cơ giới nhưng mà lúc này khôi lỗi cơ giới lại điên cuồng bay ra liên tục không dứt cơ hồ trong nháy mắt mỗi một chiếc phi thuyền kim tự tháp đều bay ra trên trăm vạn khôi lỗi cơ giới màu đen 900 vạn cái. Nhìn chính phương hướng, vô số khôi lỗi cơ giới đen lông trời lở đất là phùng như dại ra. Những khôi lỗi cơ giới này, mỗi cái đều cao 10 thước, toàn thân đen kịch, Lương đeo cự phủ chiến đao hoặc cự kiếm. chú cuộc là có địa gì gì chứ? Hăng quá, quá là xa xỉ mà. 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 hả? Mỗi một cái đều hoàn toàn vô kim loại cấp F9, hắc chậm văn mẫu rèn nên. Cho dù tiết kiệm thì giá thành một chiếc khôi lỗi cơ giới cấp F9 này Ít nhất cũng phải có giá một cục kim loại Khối kim loại để làm thân thể to lớn như vậy Cũng phải giá trị 10 đơn vị hữu nguyên 900 dạng là 9.000 dạng đơn vị hữu nguyên rồi Bỏ ra khoản tiền khổng lồ như vậy Lại toàn bộ dùng để mua rất nhiều khối lỗi cơ giới Quá lãng phí rồi Quá xa xỉ mà Rốt cuộc có địa vị gì chứ Có câu thép tốt phải để ở lưỡi dao Đồng dạng 9.000 vạn đơn vị hữu nguyên Nếu tập trung mua một vài vật phẩm trân quý Hiệu quả chiến đấu sẽ cao hơn nhiều 900 vạn chiếc khống chế cho thực chính xác bình thường khoảng trăm vạn cái đã là cực hạn rồi nhiều hơn nữa tuyệt đối chỉ lãng phí tiền bạc chính đại trận doanh mỗi trận doanh một trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f chín lúc này trăm vạn khôi lỗi cơ giới thuộc trận doanh cách la phong gần nhất đồng thời tích lũy năng lượng một trăm vạn luồng sáng đồng thời bắn về phía của la phong hội tụ thành một cục sáng khổng lồ đường kính cả trăm mét là Phùng cầm thần thú binh nhanh chóng né tránh tránh thoát cục sáng này chính đại trận doanh luân phiên xúc tích năng lượng luân phiên công kích lần lượt kéo gần khoảng cách từ lần oanh kích thứ ba là Phùng cho dù né tránh lợi hại cũng không thể né tránh hết được chỉ có thể dựa vào hai lớp phòng ngự là thuẫn bài thần thú binh và binh giáp trên người ngăn cản oanh kích đáng sợ làm cho người ta ấn lạnh đó là Phùng gấp gáp thi triển thân pháp liều mạng nghiêng người bay về phía trận doanh khôi lỗi cơ giới nhưng mà đám khôi lỗi cơ giới ấy lại đồng thời tách ra rút lui khôi lỗi cơ giới của tám đại trận doanh khác liên tục bức bách la phong tóm lại mặc cho la phong chạy trốn ra sau chính đại trận doanh luôn bảo trì khoảng cách thích hợp với la phong la phong di chuyển về phía nào khôi lỗi cơ giới bên đó sẽ lùi về phía sau các khôi lỗi cơ giới khác sẽ tiến lên cứ như vậy la phong đã bị nhốt trong vòng vây rồi khủng kiếp mà thực sự là quá bị ổi mà la phong tức giận với khoảng cách vòng vây này đám khôi lỗi cơ giới thuộc chính đại trận doanh hoàn toàn mỗi lần đều có thể đánh trúng la phong hả lại liên tục ngăn trở hai mươi sóng công kích năng lượng tập thể của ta mỗi một đợt cũng sánh ngang với một kích toàn lực của phong hậu đỉnh cao mà ở nơi rất xa thì duy tạp đang khống chế cuộc chiến đấu kinh ngạc chớp mắt tên giới chủ nhân loại này thật là bất phàm mà thuẫn bại trong tay hắn ngạnh kháng công kích mà không tổn hại gì tựa hộ cũng hấp thụ một phần lớn công kích rồi <laughs> bắt đầu ba trận doanh liên hợp công kích Từ duy tạp hạ lệnh rất tùy ý Vừa mới bắt đầu Chính đại trận doanh vây quanh La Phong Các trận doanh luân phiên công kích Làm La Phong không thể chạy ra khỏi vùng vây Khó chịu vạn phần Sau khi La Phong ngạnh kháng 20 lần công kích Chính đại trận doanh bắt đầu công kích Theo kiểu ba trận doanh liên hợp công kích Uy lực oanh kích thực sự là quá lớn Kỳ thực đây xem như là một cực hạn Của chính đại trận doanh Dù sao chính đại trận doanh nằm ở các phương vị khác nhau nhiều nhất là có thể đảm bảo ba trận doanh oanh kích đồng loạt về phía của La Phong. Sông La Phong chống cự được. Kích thích năng lượng, tấn công theo kiểu hỏa diễm. Từ duy tạp xa xa một lần nữa hạ lệnh. Dù là cường giả phong hậu đỉnh cao chính thức cũng phải bị dây chặt, huống chi tiểu gia hỏa ngươi. Có thể làm cho ta hao tổn nhiều năng lượng như vậy, ngươi cũng nên tự hào rồi. Vốn vô số khôi lỗi cơ giới ngu ngốc, trong nháy mắt ngoài thân lóe lên hùng quang chói mắt khí thức cường đại làm La Phong vốn đang bị 900 vạn khôi lỗi cơ giới vây quanh phải biến sắc. Tên này thật là năng lượng mạnh thật mà. Những khôi lỗi cơ giới này không phải bằng kim loại rẻ tiền, năng lượng hạch tâm của nó cũng rất cao cấp nữa. Một khôi lỗi cơ giới như vậy tối thiểu giá trị mấy trăm đơn vị hữu nguyên. Toàn bộ cộng lại, con số này cũng phải dài chục ức đơn vị hỗn nguyên mà. La Phong dạy ra, lúc trước vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho các vực chủ có được tới 30 ức điểm tích lũy tiền thưởng là phong cho rằng đã rất lợi hại rồi. Nhưng mà cảnh trước mắt này, 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9, mỗi một chiếc đều thuộc loại khôi lỗi cơ giới rất cao, tuyệt nhiên không phải một cục sắt ngu ngốc. Như lúc trước là phong mới vào chiến trường ngoài tinh vực, cùng đám thái ốc, độc dược, lọt vào tộc cơ giới phục kích. Khôi lỗi cơ giới do địch nhân tộc cơ giới lúc đó sử dụng, phải sử dụng tới khôi lỗi cơ giới hạch tâm là cũng phải dựa vào lôi điện ngục kết hợp mới có thể có được uy lực cỡ đó. Những khôi lỗi cơ giới hạt tâm ấy và 900 vạn con này có vẻ thấp hơn một chút. Bỏ ra vài chục ức đơn vị hữu nguyên như vậy sao chứ? Đã bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, khôi lỗi cơ giới trong chính đại trận doanh tuyệt đối là không phải thứ ngay ngốc lúc trước. Chỉ biết dùng một phương pháp là năng lượng oanh kích tập thể vô cùng đơn giản. Ngoài thân 900 chiếc khôi lỗi cơ giới đều thiêu đốt ngọn lửa. Cùng một loạt toàn bộ rút ra binh khí sau lưng hoặc là chiến phủ, hoặc là chiến đao, hoặc là cử kiếm. Đột nhiên một trận doanh trong chính đại trận doanh, tất cả các khôi lỗi cơ giới đều vung mạnh binh khí trong tay lên, chỉ về phía của La Phung. Năng lượng ngọn lửa thông qua cử kiếm nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng sáng màu đỏ bắn thẳng đến La Phung. Trầm vạn ánh sáng màu đỏ tập hợp, từ các phương hướng hình thành một loại hình lưới quấn chặt lấy La Phung. La Phung ứng lạnh, đáng sợ thật mà rõ ràng cảm ứng được sự đáng sợ của quang võng màu đỏ vô hạn đó không thể địch lại được la phòng có cái loại cảm giác một khi ngạnh kháng khẳng định bị vây mà chạy trốn cũng trốn không thoát nữa la phòng hư không tiêu thức một con quái thú cánh bạc khổng lồ chợt xuất hiện ở giữa không trung uy áp vô cùng đáng sợ tràn ngập ra cảnh này làm cho tỳ duy tạp ở một nơi rất xa đang khống chế chiến đấu phải biến sắc Ngân Dực Dương giới chủ nhân loại là khôi lỗi cho Ngân Dực Dương khống chế hả? Hay là Ngân Dực Dương là bảo vệ cho hắn vậy? Ba năm qua, Kim Giác Cự Thú đã làm sinh ra một danh hiệu mới, Ngân Dực Vương, cũng xem như có chút địa vị trên diễm thế đại lục. Thanh niên tộc cơ giới, tị duy tạp câu mày. Chế chủ nhân loại có thể chống cự công kích tập thể của quân đoàn cơ giới, tuyệt đối là siêu thiên tài trong nhân loại rồi. Không đến mức trở thành nô lệ khôi lỗi của người khác được. Ngân Dực Dương rất có thể bảo vệ cho hắn, có thể cho Ngân Dược Dương làm bảo vệ Vậy bối cảnh của giới chủ nhân loại này rất kinh người Khẳng định không ít bảo vật đi Đúng vậy Sư phụ cho La Phong thú thần binh Thí ngô vũ dực Cho dù thú thần binh có rẻ một chút Cũng là một binh khí chuẩn của vũ trụ tôn giả Giá của nó cũng đắt bất thường Thí ngô vũ dực thì không cần phải nói rồi Vô số tộc quần vũ trụ Ngoại trừ La Phong là người sử dụng Biết được ảo diệu của thí ngô vũ dực Cũng vẹn vẹn chỉ có một mình hỗn độn thành chủ mới biết mà thôi Chí bảo như vậy, một khi công khai uy lực của nó, cũng đủ đi làm cho vô số vũ trụ tôn giả phải tranh đoạt, cho dù là một vũ trụ tôn giả tán và bại sản cũng mua không nổi. Đương nhiên, tỳ duy tạp cũng không biết chí bảo trên người La Phong. Gã chỉ đoán La Phong là loại người có bối cảnh, nên phải có bảo bối. Chỉ cần loại thiên tài tuyệt thế như La Phong cũng rất có giá trị quân công rồi. Quân công bảo vật trên người của hắn, liều mạng thôi, cho dù trả giá lớn một chút cũng đáng nữa. Thì Duy Tạp nghiến răng, La Phùng cũng bị ép tới nóng nảy, đối mặt với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích theo mô thức đặc thù, ít nhất bản tôn người địa cầu cũng không chịu nổi. Còn loại ác chủ bài như quân đoàn trùng tộc thì vừa vặn bị khắc chế, uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc mặc dù mạnh, nhưng mà những khôi lỗi cơ giới ấy con nào con nấy cũng đều là do kim loại cấp F9, ưu ừ thế lớn nhất của chúng là phòng ngự mạnh bất thường. Quân đoàn trùng tộc một lần oanh kích có lẽ sẽ làm trận doanh 100 vạn khôi lỗi cơ giới hoàn toàn hỗn loạn. Có lẽ có thể chấn động làm trên vạn khôi lỗi cơ giới hỏng năng lượng hạch tâm nội bộ, nhưng mà kim loại cấp F9 trên người chúng nhất định giúp cho chúng chịu tổn thức rất nhỏ. Ngược lại, quân đoàn trùng tộc một khi lọt vào 8 đại trận doanh đầy khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích này, dưới công kích đáng sợ đó, các chiến sĩ trùng tộc cho dù là có thực lực dưới chủ đỉnh phong, phòng ngự thân thể chúng lại không bằng một bức hủ bình thường nhất nữa tự nhiên thua xa phòng ngự của kim loại cấp F9. Vậy kết quả tự nhiên là rất bi kịch rồi, chết rất thảm trọng. Ưu thế trùng tộc là lực công kích mạnh, trăm dạng giới chủ trùng tộc dương giả có thể đánh bị thương nặng một phong dương đỉnh cao. Chống lại quân đoàn cơ giới bình thường cũng có ưu thế. Một lần oanh kích đủ để chấn hỏng năng lượng hạch tâm của khối lỗi cơ giới, nhưng khối lỗi cơ giới cấp F9 này kim loại ngoại thương và hạch tâm năng lượng nội bộ đều rất cao cấp, mỗi thứ đều phí tổn cực cao phí tổn mỗi con còn hơn cả giới chủ trùng tộc dương giả rất nhiều nữa không thể thông qua oanh kích mà chứng hỏng hạch tâm được vậy thì xem như bi kịch rồi la phong hiểu rõ về cái điểm này thủ đoạn khác nhau có ưu điểm cũng có nhược điểm đối mặt với vây công của chính đại trận doanh la phong chỉ có một biện pháp cho kim giác cự thú ra tay hắn cũng bị buộc tới mức đóng nảy không thể chọn biện pháp khác được ta đi tới chiến trường ngoại tình dục hơn một ngàn năm rồi chưa bao giờ khó chịu như vậy đám tục cư dưới khốn kiếp này chờ mà khúc đi. Là phùng nổi giận đùng đùng, kim giác cử thú vừa mới xuất hiện trên bầu trời mênh mông, lập tức vỗ hai cánh, né tránh khỏi vô số sợi tơ màu đỏ quấn quanh. Kim giác cự thú có thí ngu vũ giật hiệp trợ, hơn nữa thực lực bản thân nó thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, tốc độ nhanh như thế nào chứ? Kim giác cử thú phát ra một tiếng gầm lên phẫn nộ, rồi vỗ hai cánh màu bạc rít lên nhằm thẳng về phía trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 của một trận doanh nhất thời trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 trận doanh này lập tức bắt đầu bỏ chạy còn quân đoàn khôi lỗi cơ giới tám đại trận doanh còn lại đều di chuyển tới gần bảo trì một khoảng cách với kim giác cử thú vẫn trong trạng thái bị vây chặt giữa không trung chỉ lưu lại ba quỹ tích quanh co tốc độ kim giác cử thú đã tăng vọt tới tốc độ cận ánh sáng đồng thời tiếp tục gia tốc không ngừng tới gần một số rất gần tốc độ ánh sáng còn năng lực gia tốc của trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 thì chậm hơn hẳn. Chúng nó thua cả năng lực gia tốc của bản tôn người địa cầu La Phong. Chỉ dựa vào khoảng cách kết hợp ngăn cản thì dù bản tôn người địa cầu bay như thế nào cũng không thể đạt tới tốc độ cận ánh sáng. Nhưng bây giờ lại là kim giác cử thú. Tam chấn xuyên toa vũ trụ vốn là phương pháp dùng cánh chim. Thí ngô vũ dực là chí bảo để chạy trốn và né tránh mà. Cho dù phong vương đỉnh cao chỉ cần không có năng lực thốn di, về mặt gia tốc đều kém hẳn kim giác cử thú. Trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 vừa mới gia tốc được một nửa, còn xa mới tới tốc độ cận ánh sáng, đã bị tốc độ vô cùng kinh người của kim giác cử thú đuổi kịp. Chỉ thấy hai cánh trải ra, xòe ra mấy trăm km, nhất thời như hoàn toàn che kín cả không trung. Kim giác cử thú phát ra một tiếng gầm, cánh chim như đau, trùng nháy mắt đánh vào giữa trăm vạn khôi lỗi cơ giới đang đào vung. Cánh chim của kim giác cử thú lớn như thế nào chứ, rộng tới mấy trăm km khôi lỗi cơ giới mỗi một con cũng tới 10 thước, cho dù cả trăm vạn khôi lỗi cơ giới tụ tập, mặc dù khoảng cách cũng khá là xa, cũng chỉ phủ hơn 1.000 km mà thôi. <laughs> kim giác cự thú công kích vào giữa trận doanh, vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 vùng chiến đao cự kiếm chiến phủ lên, bổ vào người kim giác cự thú, nhưng lại bị đánh văng ngược lại binh khí trong tay. Cả đám giống như một món đồ chơi lần lượt bị đánh cho bay. Quỷ dị nhất chính là dưới cú đánh của thiếu ngô vũ dịch, vô số khôi lỗi cơ giới như mất đi động lực từ trên cao rơi thẳng xuống phía dưới sao có thể chứ ta dùng khôi lỗi cơ giới cấp ép năng lượng hạch tâm vô cùng ổn định sao chỉ gia chạm một chút mà có nhiều con mất đi động lực như vậy chứ một lần đánh lại có trình dạng khôi lỗi cơ giới không nhúc nhích được sao giữa không trung ở một nơi rất xa thì duy tập ngồi trong phi thuyền nhìn cảnh này với vẻ khó có thể tin kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm rung trời cánh chim vũ mạnh Vốn nghĩ rằng một lần đánh có thể hao tổn trên trăm khôi lỗi cơ giới địch nhân đã là không tệ rồi. Nhưng mà chính thức đánh ra là Phùng Kinh Hỷ phát hiện khôi lỗi cơ giới chỉ bị thí ngô vũ dực chính diện quét trúng. Có lẽ thân thể bằng kim loại cấp F9 thì vẫn coi như còn tốt, nhưng hạch tâm trong cơ thể lại bị chấn động đến mức hủy diệt. Nguyên nhân là do lực không gian thần kỳ của thí ngô vũ dực. Lực không gian đặc thù đó thông qua thí ngô vũ dực tóe ra một chút xíu mà thôi. Nhưng chỉ một chút như vậy khôi lỗi cơ giới cấp F9 chỉ cần bị đụng chạm vào là tiêu luôn. Hối hận đi, chú ý đánh ta hả? Ngươi sẽ phải hối hận đau lòng. Kim giác cử thú phát ra một tiếng rống thống khoái, tiếp tục rung động thí ngô vũ dực, lần lượt tấn công vào trận doanh trăm vạn khôi lỗi. Vô số khôi lỗi cơ giới từ trên cao rơi xuống, con nào con nấy cũng mất đi động lực. Vừa công kích, phân thân kim chắc cử thú cũng tùy thời thu cả những khôi lỗi cơ giới mất đi động lực này, không thể phản kháng này vào trong những thế giới, mặc dù hư hỏng có lẽ sửa lại có thể dùng tốt món đồ giá trị mấy trăm hỗn nguyên hư hỏng cũng đáng vài chục hỗn nguyên chứ chỉ nháy mắt kim chắc cự thú một hơi thu trên 10 vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 còn những khôi lỗi cơ giới khác lập tức điên cuồng chạy tóe ra bốn phương tám hướng đến cả tám đại trận doanh vốn đang truy sát tổng cộng tới 800 vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 cũng đang nhanh chóng chạy trốn bay về phía chính phi thuyền kim tự tháp xa xa kim giác cự thú vỗ hai cánh giữa không trung chỉ lưu lại ba đạo quỷ tích quanh co truy thẳng về phía một trận doanh khác nhưng lần này chỉ được chiến lợi phẩm mấy vạn khôi lỗi cơ giới thôi đám khôi lỗi cơ giới đều chạy thoát cả điều kiện tiên quyết để thu khôi lỗi cơ giới thậm chí sinh mạng vào những thế giới là không có sự phản kháng một khi bị phản kháng thì không thể thu thành công đây cũng là nguyên nhân vì sao kim giác cự thú chỉ có thể thu những khôi lỗi cơ giới bị hủy năng lượng hạch tâm mà thôi Đương nhiên, vẫn có một vài thủ đoạn cưỡng ép thu vào, tỉ như năng lực thiên phú, thôn vệ, hoàn toàn cưỡng ép thôn vệ. Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi sức phản kháng quá lớn, tỉ như có thể nội thế giới, rất có thể tạo thành tình trạng thể nội thế giới tan vỡ. Hết tập 172 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của Lát Radio.